Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng đề nghị xem xét giám đốc Thẩm bản án. Hơn 550 người yêu cầu tiến hành thủ tục đặc biệt đối với 3 vụ án oan. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tính răn đe trong xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối. Cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng đề nghị xem xét lại bản án của ông theo thủ tục giám đốc Thẩm, đồng thời lên tiếng tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tội phản quốc và cựu ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải tội hoạt động gián điệp. Ông Lê Anh Hùng mãn hạn tù hồi tháng 7 năm nay sau bản án 5 năm về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Trong thời gian thi hành án ở trại giam Nam Hà, hay còn gọi là trại giam Ba Sao ở tỉnh Hà Nam, ông đã viết đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc Thẩm. Sau khi được trả tự do, ông đã đến tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội để hỏi về lá đơn nói trên. Tuy nhiên, cán bộ tiếp dân ở đây cho ông biết là họ không nhận được lá đơn của ông. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, ông đã trực tiếp đến tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nộp đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc Thẩm. Ông đưa ra lý lẽ cho lời đề nghị của mình. Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng, cụ thể là Công an Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng, cũng như là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc điều tra hình sự. Họ vi phạm quy trình tố tụng ở chỗ là khi tôi đăng dẫn biểu ngữ tố cáo hai nhân vật kia thì lẽ ra họ phải mời tôi đến để tôi cung cấp đầy đủ các cái bằng chứng lý lẽ để bảo vệ cái lời tố cáo của mình. Nhưng mà họ đã không làm điều đó. Theo ông, khi phát hiện ông treo biểu ngữ tố cáo hai quan chức cấp cao của chế độ, nhà chức trách Hà Nội cần mời ông đến làm việc để xác minh lời tố cáo. Nếu thấy đúng thì cần khởi tố những người bị ông tố cáo, còn nếu thấy không đúng thì có thể khởi tố ông về tội vu khống, theo điều 156 Bộ Luật Hình sự, như Công an Quảng Trị đã làm năm 2009 trong vụ án bị đình chỉ vì cho rằng ông Hùng mất khả năng nhận thức. Cựu tù nhân lương tâm khẳng định, việc ông bị bắt và khởi tố theo điều 331 mơ hồ là không phản ánh bản chất của việc ông tố cáo. Mặc dù đã hơn một tháng kể từ khi gửi đơn, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ông cũng đã gửi các văn bản trên đến nhiều cơ quan trung ương của Việt Nam cũng như nhiều cơ quan báo chí trong nước. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do không thể kiểm chứng độc lập các tố cáo và thông tin mà ông Lê Anh Hùng đưa ra. Ông Lê Anh Hùng cho biết ông đã làm việc với cơ quan an ninh của Công an thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Trong buổi làm việc, ông đã thông báo về việc sẽ tiếp tục gửi đơn yêu cầu giải quyết đơn thư tố cáo hai ông Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải cho đến khi vụ việc được giải quyết. Công lý phải được thực thi, không phải là công lý cho cá nhân tôi, mà quan trọng hơn thế nhiều, đó là công lý cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Những kẻ phạm tội ác đặc biệt nghiêm trọng với quốc gia, với dân tộc phải bị vạch mặt và trừng trị đích đáng. Đã có hơn 550 người ký tên vào thỉnh nguyện thư do các luật sư thảo ra, gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước và các ban ngành yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra lại các vụ án oan trong thời gian qua liên quan đến các tử tù Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và Lê Văn Mạnh. Luật sư Lê Văn Hòa, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và luật sư Phạm Văn Thọ là hai người đã soạn thảo thỉnh nguyện thư kêu gọi các đồng nghiệp và công dân Việt Nam ký tên từ hôm 31 tháng 10 năm 2023. Tính đến cuối ngày 7 tháng 11 giờ Việt Nam, đã có hơn 550 người ký tên vào thỉnh nguyện thư, nhiều hơn con số dự kiến ban đầu của các luật sư. Luật sư Hòa cho biết chỉ cần có đủ 500 chữ ký, ông sẽ gửi bức thỉnh nguyện thư trên đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan báo chí. Luật sư Lê Văn Hòa trong ngày 7 tháng 11 nói với RFA về mục đích của thỉnh nguyện thư do ông và các đồng nghiệp soạn thảo. Tôi và một số đồng nghiệp ấy thì khởi xướng cái việc này thì chúng tôi là chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là kiến nghị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các cơ quan chức năng là phải xem xét toàn diện để điều tra lại ba cái vụ án oan Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và Lê Văn Mạnh. Bởi vì theo trong cái thỉnh nguyện thư của chúng tôi cũng đã đều lập luận rõ rồi, tức là những cái cả ba cái vụ án này là đều có cái những cái dấu hiệu mà
sai sót nghiêm trọng của các cơ quan tiến hành tố tụng về mặt thủ tục tố tụng, nó không đủ cơ sở để mà kết tội tử hình đối với người ta. Ông Lê Anh Hùng hiện đang ở Hà Nội, một trong số hơn 550 người ký tên vào bức thư, nói rằng ông mong các vụ án oan sẽ sớm được điều tra lại. Các cái bản án cùng những cái nạn nhân mà chúng tôi đã nêu trong bức thư kia đã có rất nhiều cái sai sót trong cái quá trình tố tụng, và các cái chuyên gia đã phân tích và chỉ rõ những cái vi phạm đấy, nhưng mà cho đến bây giờ thì chưa có một cái kết luận chính thức nào để chấm dứt cái này để sửa sai những cái sai sót đó từ phía cơ quan chức năng, và thì chúng tôi cũng hy vọng là có được một cái kết quả gì đấy. Và khi mà ngày càng có nhiều tiếng nói, khi mà ngày càng có nhiều trực kỷ như vậy thì hy vọng là để một lúc nào đấy thì bên phía nhà cầm quyền họ sẽ thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cách làm của họ. Nội dung bức thư được các luật sư soạn thảo có những phân tích chặt chẽ, với các dẫn giải chỉ rõ các dấu hiệu oan sai cũng như những sai phạm của cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ cũng được dẫn chứng để biện luận rằng việc kết án của các cơ quan chức năng Việt Nam là không khách quan, thiếu thuyết phục. Trong thỉnh nguyện thư có nêu cụ thể về vụ án Nguyễn Văn Chưởng, vụ án Hồ Duy Hải. Riêng đối với vụ án Lê Văn Mạnh, dù bị cáo đã bị thi hành án tử hình vào tháng 9 năm 2023, tuy nhiên, theo luật sư Hòa, đây là một vụ án phức tạp về đánh giá chứng cứ và gia đình vẫn đang tiếp tục kêu oan. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói trước Quốc hội về sự cần thiết xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội mà ông cho là có tính bôi nhọ, bôi xấu. Hôm 7 tháng 11, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Hùng nói trước Quốc hội rằng bộ phim Đất rừng phương Nam đang gây tranh cãi nhiều tuần qua ở Việt Nam không vi phạm pháp luật điện ảnh. Ông cho rằng những dư luận chưa chuẩn xác về phim cần phải được xem xét, tính toán để xử lý theo quy định. Bộ phim Đất rừng phương Nam nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cả khen và chê. Trong đó, ở chiều phê phán, nhiều người cho rằng bộ phim phản ánh sai lệch lịch sử và bị tàu hóa. Phát biểu tại Quốc hội hôm 8 tháng 11, ông Hùng làm rõ. Về phát biểu của tôi trong phiên thảo luận ngày hôm qua, tôi có nói rằng nếu có các biểu hiện bôi nhọ và bêu xấu thì phải được nghiêm túc xử lý. Ở đây tôi nói là nếu có, vì chúng ta đã có luật an ninh mạng, có quy tắc xử lý nêu trong văn bản. Việc ý kiến khen chê khác nhau là bình thường, nhưng chúng ta không thể chấp nhận thói trịch thượng, phán xét, bôi nhọ, bôi xấu, vân vân. Người Việt có câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về bảo vệ người dùng trên không gian mạng, ông Hùng khẳng định, Bộ Thông tin Truyền thông cũng phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm, xử lý hình sự một số vụ việc mang tính trọng tâm để răn đe. Liên quan đến tỷ lệ các thông tin xấu độc, người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam cho biết, năm 2018, tỷ lệ các thông tin xấu độc về các lãnh đạo chủ chốt có những lúc chiếm tỷ lệ 70%, nhưng đến giờ tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 1%. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11 đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát ngoại hối, đồng thời loại bỏ Thụy Sĩ và Hàn Quốc khỏi danh sách giám sát tương tự. Theo hãng tin Reuters, báo cáo tiền tệ nửa năm của Bộ Tài chính Mỹ trong 4 quý kết thúc vào tháng 6 năm 2023 cho thấy, ngoài Việt Nam, các nước khác như Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan cũng bị đưa vào danh sách giám sát. Các quốc gia này đã vượt quá 2 trong 3 ngưỡng, thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ đô la, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu trên 3% tổng sản phẩm quốc nội và lượng mua ngoại tệ ròng liên tục vượt quá 2% GDP một năm. Riêng Việt Nam bị đưa trở lại danh sách giám sát sau khi thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu của nước này tăng vọt lên tới 4,7% GDP trong thời gian giám sát. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây khi các công ty chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á đang phát triển nhanh này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 8 tháng 11 ra tuyên bố tích cực hơn, nói Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ, cho rằng báo cáo của Mỹ đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Việt Nam. Tuyên bố cũng khẳng định các bộ ngành sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và thiết lập các cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả với Bộ Tài chính Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.